Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng điều khiển chiếc máy xúc đặc biệt này nha. Bíp bíp, nào chú vịt chạy đi. Chạy đi rất là chậm thôi. Vừa nãy đã kịp chạy ra khỏi sự nguy hiểm. Xe đã bị hỏng rồi. Và bây giờ chúng ta điều khiển lại từ đầu nhé. Lại đổ tiếp rồi. Chà chà, điều khiển máy này rất là khó. Khó vô cùng luôn. Chúng ta tạm dừng để học lái lại chiếc xe này đã nha. Xin chào tạm biệt các bạn.